Chào quý anh chị. Và nay em lên cho các quý anh chị một cây thuốc rất chi là đẹp luôn. Đấy, cây cứt chuột. Đây gọi là cây cứt chuột nhá. Này là có nơi khác gọi là cây dung dúc. Đấy, quả nó chín thì màu đen như này. Đấy. Mới thì nó hơi hồng hồng xanh xanh đen đen. Đỏ đỏ hồng hồng, đấy, còn chín hẳn thì nó màu thêm đâm đen như này. Đấy. Bóp ra thì có màu như là màu à cây mồng tơi ấy. Mồng tơi thì ai cũng biết thì mình nói nó dễ. Đấy, đằng kia có rất chi là nhiều luôn, nó vẫn là nó kìa. Đấy. Để cái chuột này nó có chi là nhiều công dụng luôn. Từ phế quản cho đến gan cho đến thận. Nên trong các bài thuốc ta thì chúng ta cần kết hợp thêm những vị khác. Đấy, trong phế quản thì chúng ta có thể kết hợp cái chuột này thì chúng ta dùng dễ nó. Trong cái phần phế quản ấy thì chúng ta dùng dễ, còn những cái bài thuốc khác thì mình sẽ dùng bộ phận khác. Như dễ thì chúng ta dùng trong bài phế quản. Thì kết hợp với các vị khác như là cái rẻ quạt hay là củ giấy. Đó, còn nếu trong bài thuốc thận thì là chúng ta sẽ dùng kết hợp nó tùy vào chữa gì của thận, xoài thận hay là thận yếu hay là đau nhức xương khớp. Chúng ta cũng kết hợp với các vị khác nhau. Đó. Để mình quay cho các quý anh chị xem về cái kết chuột như thế nào rồi. Đây quả nó chín này. Đẹp đừng có hỏi. Đấy. Thì cây này mình hay dùng để cho trong cái bài thuốc chữa gọi là xoài thận. Và bài này cây này thì nó có chất nhiều rất chi là nhiều chất saponin. Và có cả những chất tannin nữa. Tại vì khi mình ăn là nó có vị chát. Thì chất tannin nó cũng khá nhiều thì chúng ta cũng có thể là kết hợp để chữa các vị dạ dày. Đấy, nhìn đẹp chưa? Đấy, quả nó chín đen, thơm đen luôn. Đấy, đằng kia thì quả đang đỏ đỏ kìa. Đây thế bờ ao rất chi là nhiều nó luôn. Đấy, quả chín đen xì. Tại vì cái quả nó giống hình phân con chuột nên gọi là cái quả cứt chuột. Rũ rũ để cho nó rụng đây, sau này nó sẽ mọc lên cây mới xài chịu. Cảm ơn quý chị đã theo dõi video nhé. Cây cứt chuột.